Xin chào các bạn, hôm nay trang sức em và tôi xin giới thiệu tới các bạn sản phẩm nhẫn Sapphire Nam. Nhẫn Sapphire Nam được chế tác từ vàng 18K cùng viên đá Sapphire thiên nhiên. Thiết kế đơn giản nhưng đem đến vẻ sang trọng và lịch lãm cho phái mạnh. Đá Sapphire đen thiên nhiên là biểu tượng cho sự giàu có và quyền lực. Nhẫn Sapphire Nam là sự lựa chọn hoàn hảo cho người mệnh thủy và mệnh mộc. Sản phẩm được bảo hành uy tín, giao hàng toàn quốc. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của chúng tôi. Nhớ like, chia sẻ và ấn đăng ký kênh để nhận thông báo khi có video mới nhất. Nếu có góp ý hay bất kỳ câu hỏi nào, hãy để lại bình luận bên dưới. Hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo. Em và tôi trao trọn niềm tin, đồng hành cùng bạn.